người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24giờ.com và đã có rất nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng của Hàn Quốc. Video ngày hôm nay, Nga sẽ trả lời bạn câu hỏi là viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gidok Hyewon có chữa khỏi được căn bệnh rối loạn tiền đình hay không? Và với 5 phút video ngày hôm nay thì câu trả lời của Nga sẽ là tin vui dành cho bạn. Trước tiên thì Nga sẽ chia sẻ với bạn những cái nguyên nhân chính mà dẫn đến căn bệnh rối loạn tiền đình. Nguyên nhân thứ nhất đó là huyết áp cao và huyết áp thấp. Cả hai đều ảnh hưởng đến mạch máu và làm giảm cái quá trình tuần hoàn máu, khiến cho việc cung cấp máu lên não giảm đi và từ đó hệ thống tiền đình tiếp nhận thông tin chậm, sai lệch dẫn đến căn bệnh rối loạn tiền đình. Nguyên nhân thứ hai là stress và căng thẳng. Nếu như bạn đang làm việc trong một môi trường áp lực căng thẳng hay là bạn đang gặp những cái biến cố lớn trong cuộc sống thì tình trạng căng thẳng này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và làm giảm cái khả năng điều khiển thông tin của hệ thống thần kinh trung ương. Và những phụ nữ mà đang trong giai đoạn tiền mãn kinh thì những cái thay đổi nội tiết tố cũng dẫn đến sự xáo trộn tâm lý, khiến cho cơ thể rất là mệt mỏi này, dẫn đến tình trạng là căng thẳng, dễ nổi cáu, và đó cũng là cái nguyên nhân dẫn đến căn bệnh rối loạn tiền đình. Nguyên nhân thứ ba đó là mất ngủ. Khi mà bạn mất ngủ trong một thời gian dài thì cơ thể của chúng ta sẽ rất là mệt mỏi và đồng nghĩa với việc não bộ của chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Từ đó, nó sẽ làm suy giảm trí nhớ và giảm khả năng truyền tải thông tin, cũng dẫn đến căn bệnh rối loạn tiền đình. Vậy, sản phẩm viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gidok Hyewon có những thành phần gì và nó tác động như thế nào để điều trị được căn bệnh rối loạn tiền đình? Thì thưa các bạn, sản phẩm viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gidok Hyewon lại được chiết xuất từ rất là nhiều các thảo dược quý. Và trong đó có những cái thảo dược giúp cho tinh thần của bạn tỉnh táo, thư giãn và thoải mái hơn. Được kể đến như là dễ cắt cánh, linh dương giác, ngư hoàng, phòng phong. Bạn sẽ có những giấc ngủ thoải mái và mọi tình trạng căng thẳng mệt mỏi sẽ được xua tan. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái thành phần như dễ hoàng cầm, bồ hoàng lại giúp cho huyết áp của bạn được điều hòa và ổn định hơn. Việc tuần hoàn máu tốt lên và chắc chắn là cũng sẽ đẩy lùi được những cái nguyên nhân dẫn đến căn bệnh rối loạn tiền đình. Vâng, vậy đó chính là cái lý do mà vì sao viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gidok Hyewon lại có thể chữa khỏi được cho bạn căn bệnh rối loạn tiền đình. Rất là nhiều năm vừa qua khi mà Nga chia sẻ với nhiều bệnh nhân mà gặp cái căn bệnh rối loạn tiền đình, biết đến cái sản phẩm viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gidok Hyewon thì họ đã có được cái sức khỏe như họ mong muốn và không còn bị căn bệnh rối loạn tiền đình hành hạ nữa. Vâng, trước đây thì căn bệnh rối loạn tiền đình thường chỉ xảy đến đối với những người cao tuổi, trung niên hay phụ nữ tiền mãn kinh. Nhưng với nhịp sống ngày nay thì căn bệnh rối loạn tiền đình lại có xu hướng tấn công vào cái đối tượng là người lao động đang trong độ tuổi làm việc. Và rất là nhiều người suy nghĩ rằng căn bệnh rối loạn tiền đình này không hề nguy hiểm. Nhưng thực tế, nếu căn bệnh này kéo dài thì lại để lại những cái hậu quả khôn lường và đặc biệt là dẫn đến căn bệnh tai biến mạch máu não. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Chính vì vậy, nếu như bạn đang bị căn bệnh rối loạn tiền đình thì bạn hãy càng nhanh càng tốt điều trị cho mình khỏi căn bệnh này để tránh những hậu quả không mong muốn xảy ra. Và sản phẩm viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gidok Hyewon mà koreashop đang phân phối là sản phẩm chính hãng của hãng Samsung Pharm. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì bạn hãy truy cập vào trang web koreashop24giờ.com. Ở đó Nga đã có chọn bộ giới thiệu rất chi tiết về sản phẩm này. Bạn có thể tìm hiểu ở đó và đặt mua hàng ngay tại link trang web mà Nga để sẵn trong phần mô tả dưới video này. Bạn hãy kéo xuống và kích vào link đó, liên hệ với chúng tôi qua phần chat online. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp đến số hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp về tình trạng sức khỏe và giúp cho bạn có thể chữa trị được căn bệnh mà bạn đang có phải. Khi mua hàng tại koreashop, chúng tôi cam kết với bạn rằng chỉ khi bạn nhận được đúng sản phẩm mà mình đặt mua thì bạn mới phải trả tiền. Và nếu như trong vòng 7 ngày sử dụng sản phẩm mà bạn vẫn không cảm thấy hài lòng với chất lượng sản phẩm thì chúng tôi cũng sẽ nhận đổi trả hàng cho bạn.
Và nếu chỉ một phát hiện rất nhỏ về chất lượng sản phẩm là kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm. Chính vì vậy nên bạn hoàn toàn yên tâm khi mua hàng tại Korea Shop, và toàn bộ hàng của Korea Shop sẽ là hàng chất lượng. Bởi với chúng tôi, chất lượng là uy tín nên tất cả những dòng sản phẩm mà chúng tôi gửi đến bạn là những dòng sản phẩm tốt nhất để giúp cho bản thân bạn, cho gia đình bạn có được sức khỏe tốt và bạn sẽ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vâng, và đừng quên là gọi điện ngay cho chúng tôi sau khi xem xong video này. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.